tướng Trung Quốc, Ấn Độ điều thêm 10 vạn quân đến gần biên giới có thể sẽ chớp thời cơ làm điều to lớn. Cụ thể, ông Hồng Quang, trung tướng về hưu của quân đội Trung Quốc đã đưa ra lời cảnh báo trên trong một bài viết được đăng tải trên mạng xã hội hôm thứ Tư ngày 23 tháng 9 vừa qua. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ông này cũng nói rằng New Delhi đã tăng quân số lên ít nhất gấp đôi tại khu vực biên giới tranh chấp. Ấn Độ chỉ cần 5 vạn binh sĩ để duy trì đường kiểm soát thực tế LAC, nhưng hiện nay, thay vì rút quân trước khi mùa đông đến, Ấn Độ đã bổ sung thêm 10 vạn quân ở Ladakh. Ấn Độ đã tăng quân số gấp đôi hoặc gấp 3 lần khu vực đường LAC. Các binh sĩ của họ chủ yếu đồn trú trong phạm vi 50 km tính từ lãnh thổ Trung Quốc, và họ có thể dễ dàng tiến sang lãnh thổ Trung Quốc chỉ trong vài giờ, ông Quang cho biết. Trung tướng Quang từng là phó tư lệnh quân khu Nam Kinh, hiện thuộc chiến khu miền Đông. Theo SCMP, ông này đã không trích dẫn nguồn thông tin cung cấp số liệu lực lượng binh sĩ bổ sung của Ấn Độ. Vị tướng về hưu của Trung Quốc cho rằng tình hình căng thẳng leo thang, những biến động ở eo biển Đài Loan và cuộc bầu cử Mỹ sắp tới sẽ trở thành cơ hội để Ấn Độ làm một điều gì đó to lớn. Do vậy, quân đội Trung Quốc không được lơ là cảnh giác trong vòng ít nhất 2 tháng tới, ông Quang bình luận. Nguy cơ xung đột Trung Ấn kéo dài. Lời cảnh báo của tướng Quang được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các chỉ huy quân đội của hai nước Trung Ấn kết thúc vòng đàm phán thứ 6. Tại cuộc họp hôm 21 tháng 9, hai bên đã nhất trí thực thi cam kết của lãnh đạo hai nước, tăng cường đối thoại, tránh các hiểu lầm và ngừng bổ sung thêm quân lực đến vùng tranh chấp. Hai bên cũng đã nhất trí kiểm chế các hành động thay đổi hiện trạng ở khu vực này và tránh các hành động khiến tình hình thêm phức tạp. Căng thẳng biên giới Trung Ấn bùng phát sau một loạt các vụ đụng độ giữa binh sĩ hai nước vào tháng 5 và tháng 6. Một vụ ẩu đả chỉ bằng đá và gậy gộc hồi giữa tháng 6 đã khiến phía Ấn Độ mất đi ít nhất 20 binh sĩ và 76 người khác bị thương. Trong khi đó, theo truyền thông Ấn Độ, Trung Quốc chỉ vừa mới xác nhận trong vòng đàm phán vừa qua rằng phía họ có 5 người thiệt mạng. Binh sĩ hai nước đã đụng độ thêm ít nhất 2 lần kể từ tháng 8 đến nay. Tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang khi hai bên cáo buộc nhau nổ súng cảnh cáo đối phương và phá vỡ cam kết về việc không sử dụng súng trong phạm vi 2 km tính từ đường LAC. Trong khi các cuộc đàm phán diễn ra, hai nước vẫn tiếp tục đưa thêm binh sĩ, khí tài và hàng tiếp tế đến vùng biên giới để chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt. Ông Song Yongping, chuyên gia quân sự Hồng Kông, bình luận rằng quân đội Trung Quốc cần đặc biệt cảnh giác khi Ấn Độ điều thêm quân đến vùng tranh chấp. Rất có thể Ấn Độ sẽ phát động các cuộc tấn công bất ngờ để giành lại vùng đất họ coi là của mình, ông Song nói. Trong khi đó, thì ông Zhou Chanming, một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh cho biết, chủ nghĩa dân tộc đang tăng cao có thể sẽ khiến Ấn Độ hành động cơ hội và liều lĩnh hơn. Quân đội Ấn Độ sẽ không lùi bước trước sức ép của tinh thần chủ nghĩa dân tộc, nên tôi cho rằng nguy cơ xung đột giữa hai nước kéo dài là rất cao, ông Jong cho biết. Khoe cơ bắp, Trung Quốc vô tình để lộ cơn ác mộng ở Thái Bình Dương. Thưa quý vị, trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, Bắc Kinh dường như đang bối rối. Điều gì khiến Trung Quốc phải lo ngại quân đội Mỹ? Vì các tàu sân bay khổng lồ hay lực lượng tiêm kích vượt trội, sản phẩm tuyên truyền mới nhất của Trung Quốc dường như đã cho chúng ta câu trả lời khi vô tình hé lộ rằng Bắc Kinh đang rất lo ngại về cơ sở chiến lược lớn nhất của Lầu Năm Góc ở Thái Bình Dương, nơi được mệnh danh là tàu sân bay không thể chìm của Mỹ, đó chính là căn cứ quân sự tại Guam. Cụ thể, Không quân Trung Quốc gọi tắt là BLAF đã phát hành một đoạn video clip tuyên truyền được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó mô phỏng các máy bay ném bom H-6 tấn công vào một mục tiêu trông giống như căn cứ không quân Anderson của Mỹ tại Guam. Đoạn video được BLAF đăng tải lên tài khoản Weibo chính thức trong bối cảnh Trung Quốc đang tập trận gần Đài Loan sau chuyến thăm của một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tới Đài Bắc. Theo trang tin TFE, sở dĩ Bắc Kinh tung ra đoạn video gây tranh cãi này là bởi lo ngại những lợi thế chiến lược lớn mà căn cứ tại Guam có thể mang lại cho Mỹ. Guam trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc ở Thái Bình Dương vì hai lý do. Một là nơi đây có vị trí chiến lược. Hai là việc Mỹ quân sự hóa sâu rộng vào đảo Guam được cho là nhắm tới Trung Quốc. Đảo Guam nằm ở Thái Bình Dương giữa lục địa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, nó nằm gần Trung Quốc hơn, cách Trung Quốc 1.800 dặm về phía đông. Hiện nay, Trung Quốc và đảo Guam đang được ngăn cách bởi chuỗi đảo thứ nhất trải dài từ Nhật Bản qua Philippines tới Indonesia. Các quốc gia thuộc chủ đảo thứ nhất ở Tây Thái Bình Dương đang phải đối mặt với những động thái hung hăng của Trung Quốc nên rất quan tâm tới việc có thể bao vây Trung Quốc ngay trên chính sân sau của nước này. Trong tình huống bắt buộc, Mỹ có thể sử dụng căn cứ tại Guam để chống lại Trung Quốc.
Trong khi đó, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc sẽ luôn phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là chọc thủng chủ đảo thứ nhất và sau đó tấn công đảo Guam. Hòn đảo này chính là một điểm đồn quân sự đắc lực của Mỹ khi nó nằm rất gần với các vùng xung đột của Trung Quốc ở Biển Đông. Hiện trên đảo Guam đã có sự hiện diện quân sự dày đặc của Mỹ, trong đó 1/3 hòn đảo được sử dụng cho các mục đích quân sự. Từ máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, tàu ngầm cho tới hệ thống phòng thủ tên lửa, Guam có tất cả mọi thứ cho phép biến nó thành một tàu sân bay không thể đánh chìm. Để từ đó hải quân và không quân Mỹ có thể tung ra những cú đấm mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Mỹ đã có tất cả các loại cơ sở hạ tầng quân sự tại Guam để củng cố vị thế của mình, bao gồm căn cứ không quân Anderson, các căn cứ hải quân, cơ sở cho lực lượng tuần duyên và sở chỉ huy lực lượng liên hợp. Do đó, Mỹ có thể tùy ý sử dụng đảo Guam để chống lại Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Mỹ cũng đã sử dụng đảo Guam để triển khai sức mạnh. Khi Trung Quốc tỏ thái độ hiếu chiến ở Biển Đông, Mỹ đã trình diễn đội hình voi đi bộ hoành tráng với các máy bay ném bom tại căn cứ không quân Guam. Sau đó, Trung Quốc cho rằng sức mạnh quân sự của Mỹ đã suy yếu do sự bùng phát của đại dịch COVID-19, nhưng quân đội Mỹ đã phát đi tín hiệu khẳng định rằng Guam sẽ luôn mang lại cho Mỹ lợi thế, ngay cả khi các tàu sân bay khổng lồ của họ phải tạm thời dừng hoạt động. Trong tháng 7 năm nay, Australia, Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn ở Thái Bình Dương với tâm điểm là Guam. Điều này một lần nữa cho thấy cách Mỹ và đồng minh có thể sử dụng đảo Guam theo ý muốn, trong khi đó Trung Quốc vẫn bị bao vây ở Tây Thái Bình Dương. Mỹ được cho là còn có kế hoạch huấn luyện các phi công chiến đấu của Ấn Độ, Nhật Bản và Australia tại Guam. Chính sách của Mỹ là quân sự hóa các quần đảo ở Thái Bình Dương nằm bên ngoài chủ đảo thứ nhất bao quanh Trung Quốc. Ngoài Guam, Mỹ cũng đang thiết lập sự hiện diện quân sự lớn ở đảo Wake, cách đảo Guam khoảng 1.500 dặm. Tương tự, Australia và Mỹ cũng đang cùng phát triển căn cứ hải quân Lovegrum ở Papua New Guinea để tìm cách cắt giảm quy mô bành trướng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Theo TFI, BLA thừa hiểu rằng Guam sẽ chính là thứ dẫn tới sự sụp đổ của họ nếu tình hình vẫn tiếp tục leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Do đó, Bắc Kinh có vẻ lo ngại khi cơn ác mộng lớn nhất của họ ở Thái Bình Dương đang trở thành hiện thực. Trận địa phòng không bị phá vỡ, quân Trung Quốc sẽ phơi mình giữa sa mạc, dù 300 MKI ra đòn hủy diệt. Trong bối cảnh căng thẳng vẫn đang tiếp diễn giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại Lada, hàng nghìn binh lính, pháo hạng nặng và lực lượng không quân của hai phía dọc đường kiểm soát thực tế LAC đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị cho tình huống bùng nổ chiến tranh. Trao đổi với tờ Hindustan Times, một sĩ quan cấp cao của không quân Ấn Độ cho biết kế hoạch tập kết lực lượng của quân đội Trung Quốc PLA cho thấy Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng nhất định từ Nga, không chỉ ở khía cạnh trang thiết bị quân sự mà còn trong việc thiết lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chiến tranh. Theo vị sĩ quan giấu tên, Trung Quốc đang triển khai ít nhất 50.000 lính tại vị trí tiền phương cùng với vũ khí hạng nặng và các tên lửa đất đối không để bảo vệ các hệ thống vũ khí này. Đó là một trong những chiến thuật chiến tranh từ thời Liên Xô. Vị sĩ quan cho hay, đó là phương tác chiến kiểu cũ thời Liên Xô, trong đó lực lượng đóng tại các khu vực có chiều sâu, trong trường hợp này là căn cứ không quân Hotan cách LAC 320 km, sẽ đảm nhiệm vai trò yểm trợ phòng không. Theo tờ Hindustan Times, để luôn sẵn sàng ứng phó với căng thẳng trong khu vực, IAF đã nhiều lần thử nghiệm các phương thức tác chiến khác nhau nhằm ngăn chặn các kế hoạch của Trung Quốc. Trong năm 2018, IAF đã tiến hành cuộc tập trận phối hợp mang tên Gagan Shakti kéo dài 13 ngày nhằm thực hiện điều phối và triển khai sử dụng lực lượng phòng không trong thời gian thực. Kịch bản đưa ra là một cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt. Trong cuộc tập trận, IAF đã thực hiện hơn 11.000 lượt xuất kích, trong đó có 9.000 lượt xuất kích của máy bay chiến đấu. Hơn 1.400 sĩ quan và 14.000 quân nhân từ các cơ sở đào tạo đã tham gia cuộc tập trận. Theo Thiếu tướng về hưu Jedi Bassi, cuộc tập trận này nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, một cuộc chiến tranh nổ ra trên cả hai mặt trận. Để tránh các cuộc tấn công dồn dập bằng tên lửa của Trung Quốc vào những sân bay đã được biết đến rộng rãi, IAF đã tìm cách hoạt động từ các sân bay vệ tinh nằm rải rác và sân bay dã chiến. Công tác chuyển quân và trang thiết bị giữa các thung lũng đã được thực hành. Tất cả các kịch bản có thể xảy ra đều được mô phỏng. Ông Bassi đề cập trong một bài phân tích trên India Express. Vị thiếu tướng cho biết thêm rằng các cuộc diễn tập sơ tán thương vong hàng loạt cũng được tiến hành để đề phòng trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân. Và đặc biệt, tiêm kích Su-300 MKI đang trang bị tên lửa Brahmos đã mô phỏng một cuộc tấn công qua eo biển Malacca nhằm vào các mục tiêu của Trung Quốc.
Vị sĩ quan giấu tên đề cập ở trên cho rằng PLA đang có một bất lợi lớn khi đối đầu với EIF, đó là các căn cứ của PLA, gồm có Houghton, Lhasa hay Kashgar, đều nằm cách xa LAC hơn so với các căn cứ của Ấn Độ. Điều này khiến các trận địa tên lửa đất đối không của PLA dễ bị tấn công bởi các tên lửa đất đối không tầm xa trên các máy bay chiến đấu của Ấn Độ. Do đó, nếu tấn công, chiến dịch của EIF sẽ diễn ra nhanh chóng hơn. Một khi hệ thống tên lửa phòng không của Trung Quốc bị phá hủy, thì các hệ thống pháo, rocket và vị trí tập kết binh lính của họ sẽ bị phơi bày ra hết trên sa mạc Tây Tạng, nơi không thể cung cấp phương án ngụy trang tự nhiên cho các hệ thống này. Theo kinh nghiệm mà quân đội Ấn Độ rút ra được từ cuộc chiến tranh Karin với Pakistan từ năm 1999, thì đây chính là lúc lực lượng của đối thủ dễ bị tấn công từ trên không. Trong cuộc đối đầu hiện nay, lực lượng an ninh Ấn Độ đã giành quyền kiểm soát các cao điểm quan trọng. Theo một số báo cáo, quân Ấn Độ và Trung Quốc đang nằm trong tầm bắn của nhau, có điểm chỉ cách nhau vài trăm mét. Vị sĩ quan tin rằng lực lượng Ấn Độ đã được chuẩn bị sẵn sàng để có thể đối đầu với các đợt tấn công của Trung Quốc trong một cuộc chiến tranh kéo dài 10 ngày, cũng chính là tình huống xấu nhất dự kiến có thể xảy ra. Hai cú bẻ lái điều nghệ của Tổng thống Belarus Lukashenko quá bất ngờ, phương Tây choáng váng. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Belarus, ông Lukashenko đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử đầu tháng 8 với số phiếu bầu hơn 80%, tiếp tục kéo dài chuỗi thời gian làm Tổng thống Belarus trong 30 năm. Phe đối lập thua cuộc, được sự hậu thuẫn của phương Tây mà Ba Lan, Litva là người chơi chính, bắt đầu từ ngày 9 tháng 8, đã triển khai một cuộc cách mạng màu kiểu Maidan của Ukraine tại Belarus để lật đổ Lukashenko và chính quyền của ông. Ba ngày đầu, chiến dịch diễn ra rất suôn sẻ. Theo đúng kế hoạch của phương Tây, ông Lukashenko đã bối rối, tê liệt ý chí vì quá bất ngờ. Không tin vào mắt mình, khi không ít đối tác, bạn bè lâu nay lại hạ mặt nạ, hét to Lukashenko Moscow. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tổng thống Lukashenko đã nghĩ ngay đến Nga và kêu cứu Tổng thống Putin. Để cho Lukashenko biết thế nào là đợi chờ, 6 tiếng sau ông Putin mới trả lời cùng với một tuyên bố nhẹ nhàng, nhưng khiến cho phương Tây ngồi xuống lắng nghe. Nước ngoài, không ai được can thiệp vào tình hình Belarus. Nga sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình. Bắt đầu từ đó, ông Lukashenko bình tĩnh trở lại, chỉ nhìn về Moscow và ra tay dẹp loạn để làm chủ tình hình. Đây được coi là cú bẻ lái thứ nhất, nhanh, dứt khoát, đúng lúc đã cứu cho Belarus tránh khỏi một Maidan Ukraine. Cứu được ông, nhà độc tài được phương Tây gán cho, khỏi thảm cảnh của Yanukovych và cũng có thể như độc tài Gaddafi của Libya. Cú bẻ lái thứ nhất này, chúng ta không đi sâu vào các tình huống, diễn biến cụ thể, vì đã biết mà chúng ta quan tâm đến cú bẻ lái thứ hai, rất điều nghệ và lý thú. Theo kế hoạch thông thường thì vào ngày 5 tháng 11, ông Lukashenko mới làm lễ đăng quang nhậm chức tổng thống. Như vậy, còn ít nhất 30 ngày nữa ông mới bàn giao chức tổng thống cho chính mình. Tuy nhiên, không chờ đến ngày đó. Vào ngày 23 tháng 9 năm 2020, Lukashenko đã bất ngờ tổ chức lễ nhậm chức. Lễ nhậm chức Tổng thống Belarus của ông Lukashenko diễn ra với 700 quan chức chính phủ, theo đúng trình tự mọi thủ tục, nhưng diễn ra trong bí mật, tức không công khai cho dân chúng và các khách mời từ đại sứ quán các nước. Quả thực, lễ nhậm chức Tổng thống của ông Lukashenko đã gây bất ngờ lớn, khiến cả thế giới choáng váng. EU và phe đối lập thì cho rằng đây là bằng chứng cho thấy sự yếu kém và sợ hãi trước người dân của ông Lukashenko. Nhưng trên thực tế, đây là một động thái thủ đoạn chính trị thành công tuyệt vời của chính quyền Belarus sau một loạt sai lầm trước đây. Đầu tiên đối với EU, cho đến hiện nay, mặc dù phe đối lập Ba Lan, Litva, Ukraine đều kêu gọi EU trừng phạt Lukashenko, nhưng EU không thể vì Cộng hòa Síp phản đối. Cộng hòa Síp chỉ bỏ phiếu khi EU cũng phải ra đòn trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng EU không dám vì sợ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoàn toàn theo Nga thì nguy hiểm hơn cả Belarus theo Nga. Trong khi đó, một số quốc gia EU còn hy vọng Lukashenko vẫn thực hiện chính sách đa phương vì tại Sochi chưa thấy công bố các văn kiện về sự hội nhập sâu rộng Nga-Belarus. Vì thế, nếu trừng phạt quá sớm thì càng khiến cho Lukashenko càng ngã về Nga hơn. Cho nên, phải sau ngày 5 tháng 11, khi ông Lukashenko chính thức hết nhiệm kỳ, sẽ quyết công nhận hay không, trừng phạt hay không vẫn chưa muộn. Nhưng ông Lukashenko thực sự đang muốn buộc EU phải đưa ra quyết định cuối cùng về các biện pháp trừng phạt đối với Belarus không phải sau ngày 5 tháng 11, bởi vì sau ngày 5 tháng 11, khi EU giải quyết các vấn đề với Síp, thì sự bí ẩn và giá trị của chính ông giảm mạnh, lúc đó EU sẽ có đủ điều kiện để ra tay. Vào ngày 24-25 tháng 9,
hội nghị thượng đỉnh EU sẽ được tổ chức, thì ngày 23 tháng 9 ông Lukashenko làm lễ nhậm chức đã khiến cho EU không trừng phạt được vì sự phủ quyết và cũng chưa có kế hoạch chống lại vì bất ngờ. Tưởng rằng đến ngày 5 tháng 11, ông Lukashenko theo thông lệ mới làm lễ nhậm chức. Tiếp theo nói về lực lượng đối lập, rõ ràng là họ đã soạn thảo một kế hoạch cho ngày 5 tháng 11 rất tỉ mỉ mà không ai có thể nghi ngờ gì về điều này. Phe đối lập thực sự hy vọng vào một lễ nhậm chức không phải vì lệnh trừng phạt của châu Âu mà là vì một lý do chính đáng. Theo đó có thể tập hợp dân chúng và làm cho cuộc đấu tranh trở nên thiêng liêng. Ví dụ để đưa một cuộc biểu tình trở thành những cuộc tàn sát hàng loạt với các nạn dân, liên kết lễ khánh thành của Lukashenko với sự đổ máu và để tạo ra trên cơ sở kết nối này một số loại tổ chức biểu tình quy mô lớn. Vậy mà ông Lukashenko đã làm nhầm lẫn các quân bài của đối thủ. Ông không cho họ thời gian để xoay chuyển tình thế, tập hợp lực lượng, chuẩn bị cho dân chúng về tư tưởng, vẽ biểu ngữ và viết lời hô hào. Vào ngày 23 tháng 9, trong bầu không khí thân mật, ông đã tổ chức lễ nhậm chức của riêng mình trong một vòng tròn hẹp nhưng tuân thủ thủ tục. Thế giới, người dân Belarus đã biết về nó sau khi sự việc xảy ra từ một thông báo trên truyền hình Belarus. Đây là một cú bẻ lái thứ hai cực kỳ điều nghệ. Việc tổ chức lễ nhậm chức trước thời hạn hơn 30 ngày, bất ngờ, bí mật, Lukashenko không chỉ tước bỏ sự phản đối ngày thiêng liêng của phe đối lập mà còn khiến lễ nhậm chức của mình trở nên không đổ máu. Lukashenko đã làm cháy giao án, buộc tất cả các đối thủ của mình phải cực đoan hóa cuộc biểu tình để tạo cho nó những ý nghĩa khác nhau. Nhưng vì điều này, họ mất cơ hội, lý do để huy động lực lượng. Vẫn có hàng chục ngàn người tiếp tục xuống đường ở Minsk và các thành phố lớn khác, nhưng số lượng ngày càng giảm đi. Họ đi lang thang qua lại không mục đích, không làm cho Lukashenko sợ hãi, buộc ông phải chạy trốn đến Rostov của Nga. Cho hề, bất hợp pháp, không làm câm lặng những con người dũng cảm Belarus, là những tiếng la lối từ phe đối lập và ông chủ của họ từ nước ngoài. Nhưng bất luận thế nào thì đồng chí Lukashenko cũng đã nhậm chức Tổng thống Belarus cho đến năm 2024. Với những quyết định của đương kim Tổng thống Lukashenko đóng cửa biên giới với Ba Lan, Litva, Ukraine, ra lệnh trả đũa các đòn trừng phạt mà các quốc gia này đi trước EU, khiến cho các quốc gia trên có một nhận thức chung, sai lầm, vội vàng, đặt cược quá lớn vào một ván bài mà chưa đủ tỉnh táo, bản lĩnh và trình độ để chơi. Tại Trung Đông có bố già Erdogan, thì tại khu vực Baltic này cũng có một cha già Lukashenko mà độ thâm thúy thủ đoạn không kém. Tiêm kích Nga, Syria chút mưa bom san phẳng nhiều hang ổ của khủng bố IS. Ngày 25 tháng 9, các máy bay chiến đấu của không quân Nga và Syria đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công hạng nặng, chút mưa bom xuống các hang ổ của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại miền trung Syria. Cùng lúc thì quân đội Syria và lực lượng phòng vệ quốc gia NDF tiếp tục tuần tra ở khu vực sa mạc rộng lớn nằm giữa Homs, Raqqa và Deir Ezzor để tiêu diệt những tay súng IS còn ẩn nấp trong vùng Badija al-Sham. Tổ chức khủng bố IS đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào quân đội Syria từ vùng Badija al-Sham mỗi tháng. Các cuộc tấn công thường xuyên buộc Damascus phải tăng cường sự hiện diện quân sự ở miền trung và đông Syria, AMN đưa tin. Được biết, IS đã sử dụng khu vực Badija al-Sham để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quân chính phủ và các đồng minh của họ nhiều lần mỗi tháng. Trong một diễn biến khác, chỉ trong vòng 3 giờ, quân đội Syria đã tiêu diệt 10 xe tăng và xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin này vẫn chưa được xác nhận bởi chính quyền Syria hay Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng một nguồn tin địa phương ở Idlib, Syria đã công bố những bức ảnh hiện trường trên mạng xã hội. Trong bài đăng của mình, nguồn tin nói đó không phải là một trò chơi hoạt hình, mà là những chiếc xe bọc thép thực sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Nayrab, Idlib, được quân đội Syria tiêu diệt chỉ trong 3 giờ. Trước đó, tin nói Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một cuộc vận chuyển số lượng lớn xe bọc thép quân sự ở Syria. Trong những tuần gần đây, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các đối tác thân Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực đã thực hiện các cuộc tấn công vào các tòa dân cư ở tỉnh Hasaka. Các chuyên gia cho rằng đây là một nỗ lực của quân đội thân Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đẩy đuổi toàn bộ dân cư địa phương để lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và gia đình của họ thế chỗ. Hàn Quốc bất ngờ công bố lá thư của ông Kim Jong-un gửi ông Moon Jae-in. Ngày 26 tháng 9, Phủ Tổng thống Hàn Quốc quyết định công bố bức thư cá nhân do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi đến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngay sau vụ việc một quan chức nước này bị bắn chết tại vùng biển Triều Tiên.
Trong thư, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chia sẻ những gánh nặng mà ông Moon Jae-in đang phải đối mặt và rằng hơn ai hết, ông thấu hiểu những khó khăn, áp lực và nỗ lực của người đứng đầu Hàn Quốc. Ông Kim Jong-un nói rằng, ông chân thành mong được chia sẻ những khó khăn và đau khổ mà Hàn Quốc đang phải gánh chịu, đề cập dịch bệnh COVID-19 và báo. Theo lãnh đạo Triều Tiên, ông sẽ đợi đến ngày thời khắc khủng khiếp của năm nay trôi qua nhanh chóng và hàng loạt điều tốt lành sẽ đến. Một lần nữa, tôi tha thiết chúc sức khỏe dồi dào và hạnh phúc của đồng bào miền Nam sẽ được duy trì. Tôi chân thành cầu chúc sức khỏe cho mọi người. Ông Kim Jong-un viết. Trong lá thư trước đó 4 ngày gửi ông Kim Jong-un, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh cả hai miền bán đảo Triều Tiên đang trải qua những nỗi gian truân to lớn vì đại dịch COVID-19, lũ lụt và mưa bão gây thiệt hại nghiêm trọng. Ông Moon đồng thời trân trọng cam kết mạnh mẽ của nhà lãnh đạo Triều Tiên về việc quan tâm đến cuộc sống của người dân Hàn Quốc. Tổng thống Moon bày tỏ tiếc nuối khi hai miền bán đảo Triều Tiên không thể giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua các thách thức hiện nay. Yonhap cho biết, toàn bộ nội dung bức thư của ông Kim Jong-un được công bố theo chỉ thị của Tổng thống Moon Jae-in chỉ vài tiếng sau khi phía Triều Tiên lên tiếng xin lỗi Hàn Quốc về vụ việc binh sĩ nước này đã bắn chết một quan chức Hàn Quốc hồi đầu tuần qua. Như đã đưa tin, ngày 24 tháng 9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn chết một quan chức Hàn Quốc. Quan chức 47 tuổi này thuộc Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, mất tích trưa ngày 21 tháng 9 khi đang làm nhiệm vụ trên một tàu tuần tra ở vùng biển ngoài khơi của đảo Yongbyon. Ông Moon cho biết Triều Tiên bắn chết quan chức Hàn Quốc là sự việc gây sốc và không thể tha thứ vì bất kỳ lý do nào. Trong thông báo chính thức gửi tới Hàn Quốc hôm 25 tháng 9, phía Triều Tiên đã truyền đạt thông điệp của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ xin lỗi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người dân Hàn Quốc về vụ việc này.